Sa Đéc, thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Tháp. Trong quá khứ, địa danh này đã rất nổi tiếng về sự hưng thịnh với lợi thế về giao thông đường thủy, đất đai phì nhiêu. Ngày nay, Sa Đéc vẫn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của cả tỉnh khi tốc độ tăng trưởng GDP không ngừng lớn mạnh trong những năm qua. Sa Đéc cũng là quê hương của cựu danh thủ Huỳnh Quốc Cường, tiền đạo tài năng nhưng sự nghiệp vô cùng lận đận bởi những chấn thương. Cho đến sau này, chân sút trưởng thành từ tuyến năng khiếu tỉnh vẫn được xem là một trong những tiền đạo tốt nhất của đội tuyển Việt Nam. Tôi nhớ lại thì Huỳnh Quốc Cường tham gia cái năng khiếu bóng đá từ khoảng năm 1985. Và một cái thời gian cũng rất là nhanh, thể hiện được cái năng khiếu bẩm sinh và cái tố chất khéo léo của một cầu thủ tiền đạo. Mình cũng lên đội tuyển cũng nhờ là câu lạc bộ đá, các anh em cũng đàn anh cũng dìu dắt lên, cũng nhờ cái từ câu lạc bộ mình mới được trưởng thành lên đội tuyển quốc gia. Huỳnh Quốc Cường cùng thế hệ đội tuyển Việt Nam giữa thập niên 90 từng giành được huy chương bạc SEA Games 18 và tấm huy chương đồng tại Tiger Cup năm 1996. Trong thành công đó, Quốc Cường cũng để lại dấu ấn đậm nét với bàn thắng để đời, pha ghi bàn góp phần giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-2 trước Indonesia, qua đó đứng ở vị trí thứ 3. Một pha xử lý phải nói là tới bây giờ mọi người đều nhớ đến, thì anh biết là pha xử lý phải nói là về chọn điểm kết thúc nè, rồi đưa ra cái động tác kết thúc rất là hay. Và mình nghĩ cái bàn thắng này thì nói chung là còn đi theo mãi người hâm mộ bóng đá ở nước nhà mình. Trò chuyện vui với Cường thì tôi vẫn thường hay hỏi Quốc Cường là bàn thắng nó lý do gì nó độc đáo như vậy. Một cầu thủ khéo léo, có khả năng là đánh hơi trước cầu môn đối phương tốt. Cái thứ ba nữa là cái phong cách thi đấu rất là tài tử lãng mạn. Thì chính những cái phẩm chất như vậy, tôi cho rằng tất cả các bàn thắng ở các cái vị trí mà cho phép thì cầu thủ này đều có thể làm được. Bàn thắng đó thì bây giờ thì ai số các người hâm mộ đều biết Cường là cú đánh gót đó. Thì Cường nghĩ lâu rồi mà nhắc lại bóng đá tới nhắc lại cú đánh gót đó thì các cổ động viên thường hay nhớ. Đó cũng là bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của Huỳnh Quốc Cường. Người ta gọi pha ghi bàn đó là một khoảnh khắc. Nhưng để có được một giây xuất thần đó, cựu danh thủ người Sa Đéc cũng đã khổ luyện không biết bao nhiêu lần. Mà mình có tập cái dạng là mình chơi đá ma. Đá ma thường đá sơ lưng gót đó, thường có đá ma thì đá 4-2 rồi đó, kêu đá ma. Đá thường cũng có chơi tình huống đó. Những cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia trong quá khứ vẫn thường rất căng thẳng, quyết liệt. Nhưng như một hình ảnh tương phản, bàn thắng của Quốc Cường lại mang đến một vẻ đẹp mềm mại. Thì là một đồng đội, một người bạn rất là thân, thì mình biết cái thể trạng của Quốc Cường không phải là một thể trạng mạnh mẽ. Cho nên khi mà đá bóng, đặc biệt là thi đấu quốc tế, thì Quốc Cường hay gặp chấn thương bởi vì những cái pha rất là va chạm rất là mạnh. Cho nên thì mỗi người đều có một cái thể trạng khác nhau, mà dù sao đi nữa thì Quốc Cường cũng cống hiến cho bóng đá Đồng Tháp cũng cho như bóng đá Việt Nam những cái bàn thắng, những cái đường chuyền rất là hay. Điều đó mọi người đều ghi nhận. Kiệt tác mà Huỳnh Quốc Cường tạo ra cũng chính là bàn thắng đẹp nhất Tiger Cup năm 96 do ban tổ chức bầu chọn. Một giải thưởng, một giá trị mà cho đến ngày hôm nay anh vẫn lưu giữ một cách trân trọng. Sau dấu ấn tạo ra ở Singapore cùng với Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Huỳnh Quốc Cường được người hâm mộ dành nhiều tình cảm hơn nữa. Những lá thư, những sự ngưỡng mộ gửi tới anh mà theo chia sẻ, anh thậm chí còn không kịp đọc, không kịp trả lời. Những tưởng siêu phẩm vào lưới Indonesia sẽ là đòn bẩy giúp sự nghiệp của Huỳnh Quốc Cường thăng hoa hơn. Nhưng tiếc nuối thay, đó cũng là bàn thắng cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia. Cuối năm 97 là Cường bị chấn thương. 8 là Cường quyết định là đi phẫu thuật. Phẫu thuật nó không thành công. Khoảng năm 2000 Cường mới tập lại đá chập chững lại, cũng không khả quan lắm.
Sau thời gian đó cũng đi mổ lại lần hai rồi mới đá được thời gian đá lại, mà thấy không có biểu hiện tốt cho nên quyết định chia tay. Đó cũng là cái quyết định khó khăn trong đời cầu thủ của Cường, vì không may mắn được cống hiến lâu. Chấn thương là hai từ mà đến ngày nay Huỳnh Quốc Cường vẫn bị ám ảnh nhiều nhất. Chấn thương cũng là một điểm nhấn trong sự nghiệp của tiền đạo này. Tài năng nhưng cái nghiệp quần đùi áo số của anh lại rất thiếu may mắn. Cái thể trạng của Cường nó cũng mỏng, và cái thứ hai là cái sức mạnh không có, thành ra là sau này khi thi đấu trong cái điều kiện mà các hậu vệ càng săn đuổi tiền đạo nổi tiếng thì da dấp chấn thương mà dẫn đến cái tình trạng là phải rời sự nghiệp sớm. Ngọn lửa với nghề trong anh thì vẫn còn đó, nhưng đúng nghĩa là lực bất tòng tâm khi những lần gắng gượng trở lại sân cỏ đều không thể thành công với chiếc đầu gối trái bị đứt dây chằng. Cường chia tay thì bóng đá thì những thấy hơi hụt hẳn thời gian, và sau ở nhà thì xem các em hoặc các anh đá banh thì rất là tiếc. Rất tiếc là mình không được cống hiến được thêm nữa. Mình rất là buồn, chung là buồn. Tôi nghĩ thì mọi người đều ghi nhận cái đóng góp của Quốc Cường cho bóng đá Đồng Tháp cũng như bóng đá của Việt Nam. Cũng giống như lực bất tòng tâm, Quốc Cường cũng muốn đóng góp rất là nhiều, nhưng mà vì thể trạng, vì chấn thương, và đặc biệt khi đá ở vị trí tiền đạo thì đối phương đeo bám rất là sát và thường xảy ra những chấn thương phải nói là cũng rất là khó khăn trong việc để chữa trị. Cái tiếc nuối của Cường trong thời gian ở đội tuyển Việt Nam thì nuối nhất là chưa được cái huy chương vàng bóng đá. Cuộc sống giờ đây của Huỳnh Quốc Cường không còn liên quan tới bóng đá. Công việc của anh giờ là quản lý hai đầu xe để kinh doanh vận tải, gần vợ gần con để có thời gian chăm chút cho ngôi nhà nhỏ của mình. Bởi với anh, thành công nào thì cũng không bằng giữ được ngọn lửa của mái ấm gia đình, được thấy nụ cười của vợ, của con. Sau này nếu còn duyên, còn sức, và nếu bóng đá Đồng Tháp lại cần anh trong công việc đào tạo trẻ, anh sẽ trở lại với niềm đam mê còn nhiều dang dở.